chương trình đọc truyện. Chương trình đọc truyện. Thùy Linh xin chào các bạn, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong podcast đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu tới các bạn truyện ngắn Con ma của rừng già của tác giả Kiều Duy Khánh. Các bạn thân mến, nhà văn Kiều Duy Khánh sinh sống và làm việc tại tỉnh Sơn La. Anh bắt đầu viết truyện từ khi còn là học sinh trung học cơ sở. Đến nay, sau hơn 20 năm sáng tác văn chương, anh đã xuất bản được 6 cuốn truyện, hơn 100 truyện ngắn được in sách và đăng trên các tạp chí văn nghệ trung ương và địa phương. Anh cũng đạt giải cao tại nhiều cuộc thi truyện ngắn, thơ do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sơn La, Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội Nhà văn tổ chức. Nhà văn Kiều Duy Khánh tâm sự, sáng tác trên những cung đường cũng có những điều vô cùng thú vị. Cảnh vật hai bên đường và đời sống sinh hoạt của những người dân vùng cao chính là nguồn chất liệu dồi dào từ cuộc sống để mang đến cho anh những ý tưởng sáng tạo mới. Bởi thế mà bên cạnh đề tài chính là viết về miền núi thì anh cũng viết khá nhiều tác phẩm về ngành cầu đường, về tinh thần hăng say, nhiệt tình cũng như sự hy sinh của những người lao động chân chính. Con ma của rừng già là một trong những truyện ngắn tiêu biểu của Kiều Duy Khánh, với không gian, cảnh vật, con người, đậm chất miền núi. Bây giờ mời các bạn lắng nghe nội dung truyện ngắn này. É, thằng Dự ơi! Con rắn xanh bị đứt một khúc đuôi, đúng là cái con rắn nó cắn à, ngoài bờ suối hôm nọ đây mà. Nó đang nằm trong góc nhà. Bà Súa mặt tái mét chạy từ trong nhà ra hốt hoảng. Dự đang ngồi gục đầu bên bậc cửa, lòng đầy lo lắng sợ hãi, cứ như con cáo bị trói chặt, đang ngồi nhìn nồi nước sôi, biết mình sắp bị nhúng vào mà chẳng còn cách nào thoát được. Nghe tiếng mẹ, Dự bừng tỉnh, nhặt vội khúc cây ngoài sân, lao vào trong góc nhà. Trên cái bàn thờ nhỏ, cái tượng ma chài bằng gỗ mun đã vỡ làm đôi. Con rắn xanh nằm cuộn tròn quanh cái tượng. Dự định giơ gậy vụt con rắn, nhưng nó đã chết từ bao giờ, đầu gục lên nửa cái tượng, mắt vẫn mở tròn, trắng đục. Miệng con rắn còn ngậm cái gì đó quen quen. Dự vội cầm lên xem, thấy rùn hết người. Trời ơi, là cái lá bùa chài đựng trong cái túi bóng nhỏ. Lội bì bõm qua con suối Tô Buông, lòng đầy bực bội, Dự quang đánh quạch cái nỏ và ống tên lên tảng đá nhãn thín, nằm sóng xoài ra bãi cỏ non bên bờ suối, thở dài chán nản. Lùng sục hết cả buổi sáng khắp cánh rừng san phả, nhiều con thú nhất, thế mà cuối cùng lại phải về tay không. Đây là lần đầu tiên Dự vác nỏ vào rừng mà không săn được con thú nào. Không phải là Dự không gặp con thú để bắn. Bên bụi tre mại sang, một đàn gà rừng đang bới mồi lích xích. Trên ngọn cây mắc bọp, đôi cẩy hương đang đuổi nhô nhau tình tứ, và dưới bãi cỏ non mơn mởn, cạnh lạch nước nhỏ, con hoãng đang say gặm cỏ. Đã hơn chục lần Dự dương nỏ, nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần chuẩn bị bật lẫy là tim Dự lại đập mạnh, cái tay cầm nỏ lại run. Hơn 10 mũi tên bay đi đều lệch mục tiêu. Đối với một tay săn có tiếng trong bản như Dự mà phải vác nỏ về không thì đúng là một chuyện lạ. Nằm nghỉ, thấy mùi thơm ngọt ngọt của cây cỏ, lòng Dự cũng bớt đi chút bực bội, nhưng bụng vẫn cứ cồn cào. Không hiểu hôm nay có chuyện gì mà bụng Dự cứ nóng thế chứ. Một cảm giác lành lạnh, trơn tuột, buồn buồn dưới gáy, lạnh cả sống lưng, Dự vội chồm dậy. Trong lùm cỏ non chỗ Dự vừa gối đầu, một con rắn xanh biếc như màu cỏ đang khoanh tròn nằm ngủ. Khắp người Dự nổi gai ốc, rắn xanh mắt đỏ là loài rắn cực độc, chỉ cần bị cắn một nhát. Nếu không tìm lá thuốc đắp kịp là được nằm trên giường nghe thầy cúng sồng A Tùa đọc cho nghe bài khua kệ để về mường trời ngay.
Cũng may loài rắn này ban ngày bị mù nên không cắn, chứ ban đêm thì nó nhanh và tinh còn hơn cú mèo. Đè vào nó thế này thì xong rồi. Dự à, mày biết gì chưa? Tối qua thằng Dìa nó bắt con Xía về làm vợ rồi đấy. Nó nhờ tao và thằng Xua mang 2 lít rượu ngô để đi báo với bố mẹ cây Xía. Bố mẹ cây Xía đã đem cái ghế ra giữa nhà để chúng tao đặt can rượu thưa chuyện. Chị uống chén rượu ngô rồi lại còn cười vui nữa. Bố thằng Dìa cũng đã làm lễ cúng để ma nhà nhận mặt con dâu. Chúng nó đã nắm tay dắt nhau đi vào cửa chính rồi đấy. Vừa về tới nhà, vẫn còn chưa hết bực bội thì thằng Khua chạy sang leo lẻo. Dự thấy tay mình như ù đi, Dự lảo đảo bám vội vào cái khung dệt vải của mẹ. Một lúc sau, Dự mới lấy lại thăng bằng. Dự lao tới túm cổ áo thằng Khua gầm lên: "Mày nói thật à? Thằng Dìa nó đã bắt con Xía về làm vợ rồi à? Sao mày không nói cho tao biết từ tối qua để tao đi chặn đường cướp lại con Xía? Mày là bạn tao mà lại đi giúp cho thằng Dìa, cái thằng bạn xấu hơn cái đũng quần thủng này, mày cút đi." Cả buổi trưa, Dự ngồi ngoài gốc đào, lòng buồn hơn cái chõ xôi mùa đói. Cây Xía xinh gái nhất bản xím vàng này đã có chủ rồi. Dự thích cái Xía từ ngày ngực nó còn nhu nhú như hai cái đầu con quay đội lên sau lớp áo cơ. Có lần Dự rình trộm cái Xía tắm ngoài máng nước, Dự thấy run, ngẩn hết cả người. Da cái Xía trắng mịn hơn cả quả vải rừng bóc vỏ. Ngực cái Xía căng mẩy như quả bí non ngoài bờ rào. Cái Xía chẳng biết Dự nhìn trộm, cứ vô tư tắm, làm Dự cứ há hốc cái mồm, tròn cái mắt ra. Người Dự cứ lâng lâng dạo rực. Dự đã ngồi dưới gốc mận tam hoa ngoài vườn nhà Xía, không biết bao mùa trăng, đến nỗi cái gốc mận còn nhẵn hơn cả cái sân. Đêm nào, Dự cũng ngồi từ lúc đàn gà bắt đầu nhảy lên cây ngủ, đến khi nghe con hoãng tác 3 tiếng trong rừng. Cái loa đài hát hết 10 bài, lại quay lại hát lại. Thế mà chưa đêm nào Xía đi ra. Xía không chịu ra thì Dự vào nhà. Nhưng vào nhà chơi, chỉ có bố Xía rót nước cho Dự uống, còn Xía cứ mải miết thêu váy cùng mẹ, cứ như không biết Dự đến chơi vậy. Không thèm chào nhau một câu, không thèm nhìn nhau một cái. Dự chào về mà Xía không thèm ngước lên. Khinh nhau quá rồi. Thế này thì tức quá, nhưng càng tức lại càng thấy thích Xía hơn. Đã có lần Dự đánh liều chặn Xía lại trên đường đi nương: "Tôi muốn bắt Xía về làm vợ đấy. Ừng thì tối mai tôi mang xe máy đẹp đến đón Xía về. Tôi mới bán con trâu để mua cái xe máy đẹp nhất bản đấy. Xía lấy tôi dạy đi xe máy, xuống chợ ngồi trên xe máy, thích hơn đi bộ dắt con ngựa mà." Xía chẳng đỏ mặt khi nghe Dự tỏ tình, Xía vẫn vác cuốc đi: "Tôi không thích anh Dự, không muốn về làm vợ anh Dự, tôi có người khác rồi." Dự cứ đứng nhìn theo cái váy đung đưa như múa của Xía xa dần, vừa tức vừa tiếc nuối. Ngày xưa mẹ bảo nếu Dự ưng đứa gái nào, chẳng cần hỏi xem nó có đồng ý không, cứ đến mà bắt trộm đem về. Đứa gái dù không thích, nhưng ma nhà chồng đã nhận mặt rồi thì vẫn phải ở. Ở lâu rồi, có con với nhau rồi, dần dần sẽ thích nhau thôi. Nhưng bây giờ thì khác. Đứa con gái mà không ưng, ngồi lên xe máy thì dù có bắt về, có làm lễ để ma nhà nhận mặt rồi, nó cũng cứ trốn về. Có khi còn viết đơn báo ra xã thì rách việc to. Dự không dám bắt cóc Xía, nhưng Dự quyết không bỏ cuộc. Không thích, nhưng cứ đến nhiều, sẽ phải thích. Gió thổi nhiều, cái cây to cũng còn bị nghiêng. Đồ xôi nhiều, cây nồi đồng còn bị thủng cơ mà. Nhưng Dự chưa kịp làm cho cái cây bị nghiêng, cái nồi đồng bị thủng, thì Xía đã về làm vợ Dìa. Dìa nghèo hơn nhà Dự, Dìa có mỗi cái xe cũ, mỗi lần nổ lên nghe phành phạch như cái máy cưa. Dìa chỉ hơn Dự cái học giỏi,
dự học hết cấp 2 thì ở nhà đi xẻ gỗ, Dìa thì đi học suốt. Chẳng biết Dìa học đến lớp nào mà giờ thấy về làm cán bộ thú y xã. Trong xã, trong bản, nhà nào có con trâu, con bò, dê, lợn ốm là thấy Dìa đến tiêm. Dìa còn giúp người trong bản thụ tinh nhân tạo cho con trâu, con bò, con lợn. Dìa bảo lấy tinh nhân tạo thì con trâu, con bò, con lợn to hơn, đẹp hơn, bán được nhiều tiền hơn. Dự ghét Dìa từ ngày còn đi học. Dự và Dìa cùng lớp. Dìa thì suốt ngày được cô giáo khen, còn Dự thì luôn bị cô giáo phê bình. Tức lắm, nên tan học là Dự chạy trước, chẳng bao giờ đi cùng Dìa. Bây giờ thì chính Dìa lại cướp mất đứa con gái Dự thích, khiến Dự càng tức hơn gấp bội. Từ ngày Xía về làm vợ Dìa, lúc nào Dự cũng thấy buồn, lòng như nương lúc ngày nắng hạn. Mỗi buổi đi xẻ gỗ qua nhà Dìa, nhìn vợ chồng Dìa cứ xúc xích trêu nhau, rồi cười khúc khích là Dự lại sôi máu lên, chỉ muốn lao vào đấm cho Dìa một trận. Nỗi căm tức trong Dự cứ bốc lên ngùn ngụt, cứ như cái nương đang cháy lại gặp gió mạnh. Tức nhiều nên trong đầu Dự lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện xấu. Hừ, cái thằng Dìa, mày dám cướp mất người yêu của tao thì tao phải làm cho mày khổ, phải làm cho cái Xía hối hận vì đã lấy mày. Tao sẽ làm cho nó ghét mày, bỏ mày. Nó bỏ mày thì tao sẽ có cách bắt nó về làm vợ tao. Đang bị đói thì dù phải ăn cái quả bị ong châm, ăn củ mài bị cắn dở còn hơn là ngồi nhịn đói. Mắt Dự vằn đỏ những tia máu căm hận. Dự lóe lên mưu độc. Dự nghĩ tới bài chài của bố. Bố bảo ngày xưa bản xím vàng nhiều người biết chài lắm. Tức nhau cái gì là chài cho nhau bị điên, bị chết. Chài cho cái mũi tên độc mọc đầy trong bụng. Chài cho người bị chài cứ tưởng mình là con chim, cứ leo lên cây cao rồi nhảy xuống. Nhưng làm hại người khác thì người làm chài cũng bị mất nhiều tuổi thọ, gặp nhiều tai ương rủi ro, nên dần dần cả bản không ai làm chài hại người khác nữa. Ông của bố đẻ Dự lúc sống là thầy cúng nổi tiếng nhất bản. Ông cũng biết bài chài độc. Ông đã dạy cho Dự học hết những bài cúng ông biết. Riêng cái bài chài thì ông cứ đắn đo không chuyển. Mãi tận khi sắp chết, cái đầu không còn tỉnh táo nữa, ông mới đưa cho Dự cái tượng gỗ mun đã được nhập ma chài và dạy cách làm chài. Dự à, cái bài chài ông bà tổ tiên để lại cho ta, nhưng nó độc lắm. Ta không muốn truyền dạy cho con, nhưng không dạy thì sợ ông bà tổ tiên trách giận, không mặc cho ta cái áo lanh khi về gặp. Ta truyền cho con, nhưng chỉ để biết thôi, đừng bao giờ đem ra hại ai đấy. Cả đời ta chỉ dùng chài có một lần. Cái ông tùa tốt bụng ở cuối bản từng bị ta chài đấy. Ngày xưa ông ấy là thống lý vàng A Tùa, ác nhất vùng. Người Mông ta ai cũng sợ, cũng ghét. Có lần ông ta cưỡng hiếp người vợ cũ của ta, sau đó vứt vào rừng cho hổ ăn thịt. Ta không muốn dùng chài, nhưng nó ác quá. Cái ác thì phải diệt đi để bảo vệ cái tốt. Ta đã chài cho tên thống lý bị ngớ ngẩn. Nhưng từ ngày bị ngớ ngẩn, nó lại trở nên hiền lành, không hại ai, lại còn biết giúp người khác. Thống lý bị điên, vợ con rồi người hầu tranh nhau lấy của rồi bỏ đi. Ông ta thành kẻ lang thang không có cửa nhà. Ta phải vận động mọi người cùng nhau chặt gỗ, làm cho nó cái nhà để ở. Người Mông ta chỉ ghét cái ác, khi thống lý không còn ác nữa thì lại thương, lại cùng nhau giúp. Nhưng nhìn ông tùa như thế, ta lại thương nên cũng bắt bùa chài ra khỏi người ông ấy. Từ khi giải xong chài trong người, ông ấy cũng không còn độc ác nữa mà còn thành người tốt bụng. Nhưng sự thù hận đã làm Dự quên hết lời bố dặn. Dự quyết thực hiện âm mưu của mình, phải chài cho thằng Dìa bị điên như tên thống lý ngày xưa. Lấy một mảnh giấy mẹ mới làm từ bột cây măng già, Dự xé cái giấy thành hình người, ghi tên Dìa, đặt cái tượng gỗ ma chải lên, rồi Dự lầm rầm đọc cúng. Giọng Dự lành lạnh, âm u rờn rợn. Xong, Dự gói cái mảnh giấy hình người vào một cái túi giấy bóng nhỏ,
để cái tên Dìa ghi trong đó không bao giờ bị phai. Dự đem cái giấy đi vào rừng, phải vứt thật xa để cho Dìa bị điên mãi mà không ai giải được. Bỗng dưng, Dự nhớ tới con rắn hôm trước bắn trượt bên bờ suối. Dự đi về phía đó, con rắn vẫn khoanh tròn ngủ trong lùm cỏ. Bắt một con ngoé con, Dự nhét mảnh giấy vào mồm con ngoé, rồi vứt về phía con rắn. Con rắn đang ngủ, bỗng thấy mùi tanh. Mắt không nhìn thấy, nhưng mũi nó thì thấy ngay. Chỉ bằng một cú đớp, con ngoé đã nằm gọn trong bụng, đã đói mèo từ đêm hôm qua. Xía giật mình tỉnh giấc bởi tiếng hét thất thanh của Dìa. Rắn, con rắn to, mày về hại tao à? Xía ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì, thì Dìa đã co chân đạp Xía ngã lăn xuống đất. Bố mẹ ở nhà ngoài nghe tiếng Dìa hét, vội bật điện lên. Dìa ngồi nép vào tận góc giường, run rẩy, mắt lấm lét nhìn Xía vẻ sợ hãi. Cả nhà cứ tưởng Dìa nằm mơ, nhưng không phải Dìa mơ. Ánh điện vừa sáng, nhìn thấy bố mẹ, Dìa sợ hãi hét ầm lên. Rắn, sao nhiều rắn muốn hại ta thế này? Rồi Dìa bò vào gầm giường trốn. Phải vất vả lắm, cả nhà mới lôi được Dìa ra. Bố vạch cổ Dìa xem, nhìn cái vết đỏ hình con rắn quấn quanh cổ Dìa. Ông rú lên. Đủ ơi, thằng Dìa nhà ta bị người xấu nó làm chài rồi. Thằng Dìa nó có làm gì ác đâu mà có người hại nó độc như thế này chứ. Dìa đã thành một người khác. Dìa không còn xuống ủy ban xã làm việc nữa. Ngày nào Dìa cũng lang thang ngoài đường, miệng nghêu ngao hát. Thỉnh thoảng gặp một người đi đường, Dìa lại chui vào một cái hốc đá run rẩy. Con rắn to tìm hại ta đấy. Ta là con ngoé. Con rắn nó thích ăn con ngoé. Từ ngày Dìa bị điên, Xía bỏ đi nương, bỏ cả chăn bò chăn dê, ngày nào Xía cũng lẽo đẽo theo chồng. Dìa cởi áo quần thì Xía lại nhặt mặc vào cho. Dìa đánh Xía, chửi Xía là con rắn ranh. Xía chỉ im lặng. Đêm Dìa ngủ ngoài rừng, Xía ngồi cạnh để đuổi muỗi, vắt, canh thú. Mấy hôm nay, ngày nào đi xẻ gỗ, Dự cũng gặp Dìa đi lang thang, miệng cười hềnh hệch. Còn Xía tất tưởi theo sau. Nhìn Xía mà Dự thấy xót xa. Mới có mấy ngày mà Xía hốc hác, quần áo sầu sạch, tóc tai bù xù, chẳng còn giống cô gái Xía xinh đẹp ngày nào. Nhìn vợ chồng Xía lúc này, ai cũng phải chảy một ít nước mắt. Dự không chảy nước mắt, nhưng Dự không thấy thù hận ghen tức hả hê như trước. Có cái gì hiu hắt như khe núi sâu lúc chiều hết nắng, loang phủ lên trên mặt Dự. Dự cứ đứng nhìn theo bóng hai vợ chồng Dìa tất tả, ngật ngưỡng khuất dần sau khe núi. Mấy hôm nay, Dự mất ngủ, cứ chợp được một tí là Dự lại mơ thấy vợ chồng nhà Dìa. Thế là Dự lại tỉnh, không sao ngủ lại được. Trong lòng Dự mọc lên một cái mầm hối hận, như cây gai móc mèo bỗng mọc ra một cái nụ hoa đẹp. Cây nụ hoa cứ to dần, làm Dự càng mất ngủ nhiều hơn. Bây giờ, Dự mới nhớ lời của bố dặn lúc truyền dạy cho Dự bài chài. Dự thấy lo lắng và sợ hãi. Bà Khoa ì ạch cõng mẹ Dự từ ngoài suối về. Bà gọi to giọng hớt hải. Dự à! Mẹ mày bị con rắn xanh nó cắn vào tay lúc đi cắt cỏ ngoài bờ suối, nặng lắm. Mày phải đưa mẹ đến chỗ thầy thuốc tìm lá đắp ngay. Bản tòa có mỗi thằng Dìa nó biết lá chữa rắn cắn. Nhưng giờ nó bị điên thế này thì không nhớ được gì đâu. Mày phải đưa mẹ sang bên bản Yên, đến nhà ông Lao La. Ông ấy biết lấy lá chữa rắn cắn đấy. Nhưng từ đây đi đến bản Yên xa lắm, phải mất một giờ đi xe máy đấy. Mày phải đi nhanh mới kịp. Nghe tiếng bà Khoa, Dự vội lao ra. Mẹ Dự mặt tái xanh như cái tàu lá giấy bị chặt lúc nắng đang lử lả, hơi thở đã yếu lắm. Cái ngón tay bị con rắn cắn được buộc chặt để nọc độc khỏi chạy vào người.
nhưng cái ngón tay còn to hơn cả cổ tay Dự, tím bầm. Dự vội lấy xe máy, nhờ bà Khoa ngồi sau ôm mẹ. Dự phóng nhanh đến nhà ông Lao La. Ông Lao La bỏ nắm lá thuốc xã nát, đắp vào vết rắn cắn, đã tím đen như quả chám núi. Cũng may còn cứu được tính mạng. Nhưng cái ngón tay thì phải bỏ đi thôi, tại đến muộn quá mà. Giá đến nhanh nửa tiếng thì may ra. Mẹ Dự từ hôm bị rắn cắn, dù thoát chết nhưng bị mất một ngón tay, lại ảnh hưởng của cái nọc độc nên gầy yếu hẳn đi. Cũng từ hôm đó, Dự không chợp mắt được tí nào. Bây giờ, Dự không chỉ hối hận mà còn lo sợ. Có khi nào, việc Dự trải ria đã đem tai họa đến cho mẹ. Phải giải bùa cho ria thôi, nếu không thì không chỉ có mẹ, mà có khi cả Dự, cả cái thùa em gái Dự cũng sẽ gặp chuyện chẳng lành mất thôi. Nhưng bài giải trải thì bố chưa kịp truyền dạy cho Dự. Dự tìm đến nhà thầy cúng Vàng Lao Pua. Ông Pua nhìn xoáy vào mắt Dự. Chưa cần hỏi thì ông cũng đã biết chuyện xảy ra. Có cách giải bùa cho ria đấy. Mày phải tìm được cái giấy yểm ma trài về đây. Ta sẽ mo để gỡ nó ra. Nếu không tìm được cái giấy ấy thì chỉ còn cách là mày phải đỡ lấy cái ma trài từ người thằng ria. Dự à, ria bị điên mấy ngày thì mày cũng phải điên từng ấy ngày. Hết từng ấy ngày, ta sẽ giải con ma trải đi khỏi người mày. Dự vội ra bờ suối, bới tìm trong lùm cỏ xanh, nơi con rắn xanh thường ngủ ở đó. Hôm qua Dự vào rừng, vẫn thấy con rắn nằm ngủ trong bụi cỏ. Thế mà hôm nay, bới tìm mãi mà không thấy bóng nó đâu. Hôm sau nữa, Dự lại ra tìm, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Chiều qua cái thùa đi nương bị trượt ngã gãy tay, làm Dự lại càng thấy lo sợ. Không tìm được con rắn thì chỉ còn cách gánh con ma trài từ người ria sang. Nhưng vừa nghĩ tới đó, Dự đã thấy toát mồ hôi. Ria đã bị điên nửa tháng, nếu gánh con ma trài cho nó thì Dự cũng bị điên nửa tháng. Ria điên thì còn xía đi theo, nhặt cái áo cái quần. Dự thì mẹ ốm, em gái gãy tay. Không ai đi theo, cứ cởi trần chuồng ra thế, thì người trong bản cười cho chết. Nhưng không giải được cho ria, thì không biết còn chuyện gì sẽ đến. Dự tự làm cái xấu, thì Dự phải tự gánh về mình. Không thể bắt mẹ, bắt em gái phải gánh chịu được. Sau một đêm suy nghĩ, đến cây dài cây dâu, Dự đến nhà thầy cúng Vàng Lao Pua. Sau khi cúng xong, thầy quay sang bảo Dự. Mày về đi. 3 ngày sau vào đúng nửa đêm, khi con cú trong rừng cô Linh kêu đúng 3 tiếng, thì con ma trài sẽ đi từ người ria sang người mày đấy Dự à. Ở nhà thầy cúng về, Dự như người bị bắt mất 7 cái vía tốt, 3 cái hồn khôn. Dự không ăn không ngủ, cái đầu lúc nào cũng nghĩ cũng lo. Mới có 2 ngày, con ma trài chưa đi sang Dự đã phở phạc, héo rũ, dầu mọc tua tủa. Cứ nghĩ đến ngày bị con ma trài đi vào người là Dự lại sợ hãi. Nắm lá ngón hái về nhưng Dự không dám nhai, vứt đi, hôm sau lại ra rừng hái nắm khác. Đêm thứ 3, Dự như một cái xác khô, Dự gọi mẹ phều phào. Nà à, con mà bị điên như thằng ria thì nà trói con vào cái cột, đừng để con bỏ cái quần cái áo đi lang thang nhé. Con chỉ bị điên 2 tuần thôi. Mẹ Dự ngạc nhiên nhìn con. Ơ, cái thằng này, mấy hôm nay có con ma ở trong người mày à? Muốn khôn không muốn, lại muốn bị điên. Thôi, ngủ đi, khuya rồi đấy. Ngồi ngoài này sương nhiều, bị cảm thì khổ. Bảo bắt về cho mẹ một đứa dâu ngoan thì không nghe. Mẹ Dự tập tễnh đi vào nhà. Đi đến góc nhà, nơi đặt cái ban thờ ma trài, bà bỗng rú lên. Dự vội bóc cái túi bóng ra, cái hình người bằng giấy, ghi tên ria ở đấy vẫn còn nguyên vẹn. Dự muốn hét lên vì sung sướng. Cầm cái bùa trài, Dự lao ra khỏi nhà.
con đường đến nhà thầy cúng Vàng Lao Pua ngoằn ngoèo xa tít tắp như một sợi lanh dài. Con đường như được phủ bằng ánh trăng và sương đêm bồng bềnh. Dự không còn thấy mệt, chân dự hối hả những bước trên con đường đầy trăng. Kia rồi, nhà thầy cúng Vàng Lao Pua đã hiện ra, vẫn sáng ánh đèn, dự chạy nhanh hơn. Cú! Trong cánh rừng cô linh, con cú già đã kêu lên 3 tiếng. Tiếng chim đêm xa vắng rơi vào trăng, bồng bềnh. Dự cầm cái bùa chài, ngửa người bàng hoàng, thấy thân mình bỗng nhẹ bẫng như rơi xuống một khoảng đầy sương. Các bạn thân mến, mang yếu tố ly kỳ nửa thực nửa hư, câu chuyện của Buồng Ngải, Nem Chài được tác giả Đan Cài khéo léo cùng cách kể chuyện thủ thỉ gần gũi khiến người đọc người nghe bị cuốn vào những tình tiết của truyện ngắn. Và rồi khi gấp trang sách lại, ta vẫn bị ám ảnh bởi câu chuyện của Dự, nhân vật chính trong truyện ngắn. Dù có làm chài độc thành công với Ria để trả thù đã cướp đi người con gái mình yêu thầm, thì Dự cũng chưa một ngày được sống hả hê thoải mái. Mà trái lại là sự dằn vặt đau khổ cùng những chuỗi bất hạnh ập đến với người thân của Dự. Tất cả những điều đó khiến Dự đi đến một quyết định là giải chài độc cho Ria, dù bản thân phải đánh đổi. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa tác giả gửi gắm trong truyện ngắn này. Các bạn hãy nhớ khung giờ của chương trình 20 giờ các ngày thứ hai, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Hãy theo dõi podcast đọc truyện để có thể lắng nghe nhiều truyện ngắn hay các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào số tiếp theo.